Hiện tại thì bên em luôn đang rất là nhiều những dòng xe như là Hyundai. Em có Hyundai số sàn 2019 và 2020. Và trong buổi ngày hôm nay thì em lấy Hương lại về thêm được một chiếc xe Hyundai số tự động các bác nhé. Đó chính là Hyundai Accent. Hyundai Accent đời 2011, số tự động bản nhập khẩu nguyên chiếc và máy 1.4, nước sơn màu trắng đẹp, mang biển kiểm soát thủ đô Hà Nội. Hôm nay em lại về thêm Accent các bác nhé. Biển Hà Nội này, màu trắng quốc dân này, xi nhan trên gương cam trình, cam hành cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cảm ứng có đầy đủ cho em rồi. Và giá chào bán là 345 triệu cho bác nào đang quan tâm một chiếc xe số tự động để hai vợ chồng nhà mình đều có thể đi được nhé. Bây giờ các bác mua xe không chỉ những là mua xe về tài chính và cân đối về dòng xe, mà các bác còn cân đối là cả số tự động để bà xã nhà mình dễ đi đúng không ạ? Bộ 345 triệu là giá chào bán cho Accent. Hồ sơ thì em nói cho các bác nhà mình. Biển thủ đô Hà Nội đây, nước sơn màu trắng đẹp, tất cả những đường dập lội thì thật là rất là sắc nét này. La răng đúc thể thao xanh ABS chống bó cứng an toàn. Bạn đèn là halogen, có đèn gầm. Chữ Hyundai logo chữ H nằm giữa này. Mặt ga lăng xịn xò rồi các bác nhé. Lên đủ cho em cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Đèn halogen siêu sáng này. Đèn gầm hình quả xoài này. Lốp láp dày, những đường gập lội trên thân xe cũng như là khớp lối rất là khít luôn. Số tự động 1.4, đăng ký đăng kiểm tới tháng 5 2023. Xin nhan trên gương đẹp. Phin cách nhiệt chống ồn, chống nhìn trộm dán đầy đủ cho em rồi các bác nhé. Và em này bác chủ cũ cũng lên được cho em màn hình Android rồi. Số tự động. Và em này còn giữ nguyên được ghế da zin các bác nhé. Nếu như đời 2011 đến cuối 2012, nó rồi tầm 11 năm sử dụng rồi mà bác chủ vẫn giữ được ghế da zin nguyên khối theo xe, cực kỳ đẹp luôn. Ốc nhái thì không hề bị vặn mở này. Trần nỉ zin, màn hình Android siêu to khổng lồ. Củ số thẳng, củ số rích rắc nhé. Có thêm mấy cái tổng USB này, lấy gió trong ngoài này, tablo đây, siêu chất lượng luôn. Từ những cái tiểu tiết đơn giản như thanh gió, điều hướng, chỉnh điều hòa, hoạt động vẫn bình thường. Ốc nhái đẹp, tabli cũng đẹp luôn này, móc khóa sáng choang luôn. Gương kính này, gương kính liền đời, zin hết toàn xe cho em nhé. Zin hết keo chỉ kính này, zin liền đời cho em. Accent 2011 ghế da zin. Dòng xe nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động đẹp mà chỉ có 345 triệu thôi. Màu trắng các bác nhá, màu trắng đẹp, biển Hà Nội có Accent 2011 1.4. Lốp láp dày, xe mới về thì em cũng chỉ quay qua thôi, không cần phải rửa dọn gì. Biển thủ đô Hà Nội với bốn mắt cảm biến va chạm, cam lùi, cam hành trình có đầy đủ cho em rồi. Đèn hậu sáng choang nhá, đèn hậu này rất sáng luôn. Em sắp mở luôn khoang hành lý cho bác xem nhé. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp vẫn còn nguyên bản cho em ạ. Khoang hành lý của Accent thì khá là dài và rộng luôn. Dòng này rất là rộng rãi này. Đấy, thảm bệ sạch sẽ này. Thảm bệ sạch sẽ này. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn. Sàn rất là sạch sẽ luôn, sáng luôn. Gầm bệ đẹp. Có cái phần này nữa là để cho mình vệ sinh cho dễ nhé. Số tự động đẹp. Đấy, chống nóng, giảm nhiệt giữ nguyên bản cho em. Keo chỉ zin. Máng nước hai bên đẹp sạch sẽ luôn, nhưng hơi bẩn một chút, các bác thông cảm ạ. Mộc nguyên bản em quay cho các bác nhà mình nhìn, để các bác nhà mình có thể alo trực tiếp cho em nếu như thích Accent nhé. Số tự động đẹp 1.4, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Từ trước đến giờ rất là nhiều bác đã từng tin tưởng ủng hộ em Lê Hương về Accent, dù là số sàn hay là số tự động các bác đều thích. Em đã bán rất là nhiều rồi. Bình Thuận em cũng có Accent về, Hải Dương cũng có này, tất cả các tỉnh thành khác. Bác nào đã từng mua Accent của em không thì biết rằng máy số của dòng này rất là sướng luôn. Màn hình Android xịn sò này, đồng hồ sáng này, trên vô lăng tích hợp phím bấm tăng giảm âm lượng này, túi khí an toàn, có cái bọc vô lăng bên ngoài rồi, mới đét luôn, em giữ lại cho các bác nhà mình. Bọc vô lăng đi cầm lắm lắm này, nó rất là chắc tay luôn nhé. Màn hình cam hành trình siêu to khổng lồ, củ số phanh tay đẹp, có bệ tì đây, cái gì đây, cái này là cái này giả nhá, chúng đã để khi mà các bác không thích đeo tay an toàn. Đây các chủ cũ cũng có đầy đủ rồi. Ốc nhái đẹp, đã từng đi Accent thì biết rằng em nó đầm và chắc như thế nào. 1.4 số tự động, dòng này đi rất là lướt luôn. Ốc nhái đẹp, sức sơn màu trắng đây. Thật sự mà đôi vợ chồng trẻ hay các bác trung niên đều thích Accent vì sao? Vì đi nó an tâm, điện đóm nó ok luôn, đỡ phải lo đúng không ạ? Hơn nữa Accent nó là một cái dòng thương hiệu của Hyundai rồi, làm lên tên tuổi của Hyundai. Mình đi không sợ mất mốt, không sợ mất giá, đi rất là ok luôn. Máy số của Accent đây các bác nhé. Này các bác nhìn này, máng nước hai bên này. Đấy, máy số khá là sạch sẽ luôn. Cụm phanh ABS nằm gọn gàng ở đây. Máng nước hai bên, ốc cabo đây. Toàn bộ keo chỉ zin giữ nguyên bản cho em này. Máy số là bốn máy cực kỳ khỏe luôn. Accent 1.4 2011 nhập Hàn nguyên chiếc. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790.
em Lê Hương tư vấn hỗ trợ về chiếc Accent này. Nam nữ hai vợ chồng trẻ hãy cân đối cho em một chiếc xe tự động nhé, để bà xã nhà mình có thể giúp mình. À đấy, có thể giúp mình khi mà không may mà mình uống rượu này gần Tết rồi, rượu chè cả công an bắt nhiều thì mình cũng có thể cân đối cho em nhé. Cảm ơn các bác nhà mình đã quan tâm. Hẹn gặp lại các bác nhà mình vào lúc 11:30, em sẽ báo giá trực tiếp. Và nếu như thật sự thiện chí với Accent, alo cho em qua hotline 0354602790 ạ. Accent 2011 1.4 nhập Hàn nguyên chiếc lên full đồ, 345 triệu bao hồ sơ ạ.